Rồi. Má tao nhìn là tao biết thôi. Ôi chua rồi. Đây đây em đánh boss switch cho Đương Tăng. We are coming. We are coming for you. Thôi giờ mày phải xưng hô giống như tao chết mẹ lỗ quá. Thằng Đường Tăng là thằng ngon nhất. Ờ mà đúng rồi. Sao đâu, mẹ Đường Tăng phế cũng bị chửi. Vậy là giờ ông Bảy, ờ mà ông Bảy quan trọng á là cái thằng đụng. Nhưng mà Đường Tăng việc phế nhất rồi. Thằng Tô Ngũ Không á, thằng Tô Ngũ Không mà phế là đây để em là gì, em là Sa Tăng đúng không? Anh biết em cũng đếm với em là gì nữa. Sư phụ cũng biết đúng không? Hai tango sư phụ lẽ con mẹ lên sư phụ. Biết về hai tay cô sư phụ. Đâu á, đã ra được. Quên bò. Cần mắt không? Có cần mắt sư đại. Sư đại cần mắt không? Cái gì? Give me the one. Ê, give me tay cô. Bác giới, give me tay cô. Tạm đệ thôi. One tay cô. Bác giới. Lẹ rồi bác giới. Tụi bác giới. Mày gọi anh là sư đại. Anh lộn sư sư. Sư huynh lỡ. Thôi chứ. Bác giới, ở mít nè. Hey, bác giới, ở mít, bác giới. Đây bác giới đang bật rót đây nè. Bác giới lộn lộn vậy á. Mấy thằng bác giới nhảy với mày. Rồi cắm mắt dưới đồi luôn, nhức đầu quá mày. Anh level 2 gì vậy? Vô anh sư huynh mày mà mày chửi vậy hả? Vậy em hỏi anh level 2 chưa, anh biết chửi cái gì đâu. À bounty của sư huynh là sư huynh. Cút mẹ luôn, thầy cài á. Sư huynh ngu lắm, kệ mẹ sư huynh. Sư huynh đi ra để lại lóc đâu. Coi giờ rồi. Đáng vô, đáng vậy. Đáng vô đây coi. Xe lệnh rồi. Xe lệnh rồi đó, làm gì làm đi. Rút nhanh lên. Sắp chết rồi. Má. Thằng bác giới ngu. Cần phải chạy vô móc nữa. Rồi thôi. Bộ ba. Bộ ba. Bộ ba thì trò chết mẹ hết luôn. Bộ ba làm trò đi. Thằng ơi. Em đá tôi chứ đi. Hay lắm, rồi chết nó. Sai lần là mày. What the fuck đi mày. Mày giỡn mặt bộ đôi Sa Tăng bác giới mày. Giỡn mặt mày. Ừ. Vô hút chuột, không sao cả. Rồi xong, chết mẹ sư phụ rồi, sư phụ đi lẹ bị bóp giá chết. Ê, chạy được ơi, chạy đi coi. Đúng quá, đúng là. Đúng là cái con ngựa bạch mã chạy nhanh vãi liền luôn á. Đại ca nhảy luôn. Thằng đại ca ngu quá mày. Thằng đại ca đéo không nhảy luôn, chết đầu quá. Thằng đại ca đéo không nhảy. Cao quá. Trời ơi đại ca ơi. Thằng đại ca đéo không nhảy. Không sao. Sư phụ cứ tin nữa con. Giỡn mặt hoài. Hay lắm. Rồi nó chứ làm sao dưới cái đây. Oh my god. Sao nó đông quá vậy. Trời ơi thằng bác giới là đi vô. Hay lắm ba dê, ba dê hay lắm. Tụi đéo giết được nữa, cút mẹ bắt giới. Quỷ đi mà, thôi đi chặn đầu rồi. Rồi xong chết mẹ bắt giới. Má nó không phải lúc nào cũng 3 giây luôn á. Má hẹt luôn á, giống như ba thầy trò mình cân hết luôn á. Để ca rồi. Để biết sao cái gì. Học nhảy không coi, con nghỉ. Level 10 rồi đó, em học nhảy không coi. Ê, móc vô bắt giới, móc vô. I believe in you. I believe. I believe I can fly. Thấy chưa, má tiêu quân phải vậy đó. Thằng này luôn. Nè lăn em, lăn em. Đây. Có lăn là nè, đợi thằng kia xuống đây. Trời ơi, đúng rồi. Kéo xe lần nữa nè. Mẹ mày giỡn mặt với cổ đôi. Ma Sa Tăng mày giỡn. Tôn tiên sư huynh. Tôn rồi né ra. Tôn rồi né ra. Tôn đòi đó. Thật chết mẹ nó sư huynh. Đúng rồi, hay lắm sư huynh. Trời ơi, làm sao mà chết được sư huynh. Sao sao sư đệ, sao sư đệ. Làm cơm đi. Anh hút chút con heo mẹ nó rồi. Nhìn nè. Hay lắm, good shit. Ê, ê. Chết mẹ đi. Chết mẹ đi. Mày sư phụ, hút cân đi, hút cân. Đừng lo, đừng sợ. Quýnh, 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 quýnh. We can do it. Sư đệ bóng. We can do it. Đâu rồi, rồi xong rồi mày ơi. Má quýnh nó tôi không còn lướt ra được mà. Cứu em. Cứu tớ. Cứu bụi. Thầy năm dù quá sư phụ được đúng quá. Về được rồi. Sư phụ nó ngu. What the fuck này để cứu ba xe thế còn gì nữa.
bác giới. Ồ, bác giới đỉnh nha, má bác giới háo sắc. Mẹ vô rip tay dài. Ê, yêu quái hai đầu, yêu quái hai đầu. Mai cũng yêu quái hai đầu không? Yêu quái hai đầu. Yêu quái hai đầu, trời ơi, team đâu hết rồi. Rồi rồi sao tăng bắt đánh. Đéo hiểu luôn. Thằng yêu quái hai đầu nó mạnh mà. Team đâu rồi? Hay lắm. Hay lắm. Vô phong diện cái gì vậy? Quýnh nó đi, không là cái gì đâu.